anh em, thì mình đã nhận đủ 100 anh em đồng hành và không có ai chê trách gì khi mình muốn làm một cái video hướng dẫn các anh em mở cái cốp yên của con xe QVSX FI full xăng điện tử. Thì Hiếu là thợ nhưng mà Hiếu đi rất nhiều quán và có rất nhiều anh em cũng như là mình đi mình tham khảo, nhưng mà chưa có anh em nào biết được cái cách mở yên xe của QVSX FI mà không phải tháo bất cứ một cái bộ nhựa nào hay một cái yên nào hết. Ngày trước là mình có đến chơi một đứa bạn, thì cái những dòng xe của QVSX FI này đến cái quán của bạn đấy, thì thường thường thì mình cứ toàn tháo hết các cái bít tai này, rồi cái con ốc ở yên này, rồi lưng lên, rồi dùng cái tô bít xỉa các kiểu này để cho nó bật ra. Nhưng đây là một kinh nghiệm rất quý báu cho tất cả các anh em thợ hoặc các anh em bình thường không phải là thợ nhưng mà yêu nghề sửa xe. Để thỉnh thoảng ví dụ anh em chúng ta mất một cái chìa khóa, đúng không anh em? Mình mất chìa khóa mà xe của chúng ta hết xăng rồi thì làm thế nào, đúng không anh em? Mà thợ thì lại ở xa nữa, không làm thế nào để mở được chẳng hạn thế, thì mình có thể chạy vào một nhà người dân xin một cái sắt thép gì đấy để thủ thuật mình sẽ làm, để mình hướng dẫn các em chuẩn bị để mở cái yên này lên thì như thế nào, đúng không? Thì bây giờ mình sẽ cận cảnh gần hơn và mình sẽ hướng dẫn các em cách mở được cái cốp yên này lên mà không phải tháo bất cứ cái gì trên cái xe này. Thì bây giờ để mở một cái cốp yên xe QVSX FI này lên, anh em chúng ta không phải bậy như này đâu nha. Ngày trước là có tận bậy như này, hay là xỉa tô bít vào đây, nhưng mà không phải đâu các anh em nha, rất là dễ thôi. Anh em chúng ta cũng không cần phải tháo con ốc vào đây nha. Thì bây giờ nha, đầu tiên ấy, các anh em tìm cho Hiếu một cái cây sắt nhỏ nhỏ như này, hay là cái sắt dây phơi nhỏ nhỏ này thôi. Còn Hiếu đây là một cái que hàn 2 ly 2 các anh em này, que hàn này. Căn bản là cái sắt nhỏ như này là được, nhưng mà Hiếu hiện tại ở nhà thì không có ấy, thì mình lấy tạm một cái que hàn cũng được, hoặc là cái sắt nào cũng được. Thì anh em lấy một cái kim như này này, bẻ một cái đầu này cho mình, cũng là bẻ một cái móc thôi. Đây này, Hiếu bẻ này. Rồi, Hiếu chỉ bẻ đơn giản như thế này thôi các anh em nha. Rồi, bẻ một cái móc như này này. Thì ở chỗ này thì cái đít này này, anh em chúng ta khi thủ thuật mở cốp xe ấy, thì anh em chúng ta sẽ đút vào lỗ như này, đút vào lỗ như này, đúng không? Đút vào như này thì anh em chúng ta xoay xoay như này thì nó hơi trơn, cho nên anh em chúng ta phải bẻ cái này, bẻ cong lên, bẻ tạm như này đi. Đấy, để anh em chúng ta quay này, quay như này cho nó dễ, đúng không anh em? Đấy, đây thì cái này là cái bí mật mà nhà sản xuất người ta thiết kế ra nhưng mà tất cả các anh em thợ đều không ai biết cả. Thì bây giờ mình sẽ cận cảnh vào đúng cái điểm kín đáo đấy để chỉ cho các anh em. Thì đây các anh em nha, đây là cái chìa khóa của nó nha. Bây giờ Hiếu chọc vào đây, Hiếu mở một lần nữa cho anh em xem. Đây này, mở lên này. Đấy là các anh em thấy cái yên nó nhảy lên đúng không? Đây, bây giờ mình mở yên nó nhảy lên này, đúng không anh em? Bây giờ mình sẽ đóng này, chìa khóa mình ném ra ngoài kia rồi, mình không dùng đến chìa khóa đấy nữa, đúng không anh em? Chìa khóa mình sẽ vứt ra đấy và bây giờ mình sẽ cận cảnh gần hơn cho anh em xem. Đây nha các anh em nha, đây là cái khóa của nó. Thì các anh em sẽ cúi xuống bên dưới đây này, cúi xuống bên dưới này, các anh em cúi xuống thẳng cái khóa này, có một cái lỗ nhỏ nhỏ ra này. Các anh em ngó mặt xuống dưới đây, mình sẽ quay máy quay ngay bây giờ để cho các anh em xem. Đây, đây các anh em ngó mặt xuống dưới đây. Đấy, đây các anh em nhìn nha, cái lỗ rất bé tị thôi. Đây, thì cái lỗ này để làm gì thì nhà thiết kế nó đã thiết kế ra cái lỗ này để anh em chúng ta mở khóa. Nhưng mà có rất nhiều các anh em thợ không ai biết được.
hầu như mình tính rồi, hầu như là không ai biết được. Nếu như cái người nào mày mò lắm thì mới biết được thôi, chứ còn chả ai người ta biết được. Cho nên là bây giờ mình sẽ cận cảnh các anh em. Đây nha, cái móc của mình như này nha. Anh em chúng ta móc vào đây nha. Anh em chúng ta móc lên này. Đấy, móc lên. Và bây giờ mình sẽ để máy quay ra ngoài một chút để cho các anh em xem nha. Ồ, đây máy quay mình sẽ để ra ngoài này. Đúng không các anh em, nhìn được rõ không? Rồi, đây nhá, mình sẽ để cái máy quay như này. Thế bây giờ mình vẫn lôi ra này, yên là đóng chặt rồi các anh em nha. Rồi, không ra được luôn nha. Rồi, không ra luôn các anh em nha. Không, anh em này bảo là mình không làm. Bây giờ mình sẽ móc vào này. Các anh em móc vào cái lô đấy nha. Đấy, các anh em thấy lên chưa ạ? Đấy, đây là mình đóng xuống. Đấy, không lên nha. Các anh em nhìn cạch cái lên này. Đấy, lên nha. Bây giờ các anh em. Đấy, bây giờ mình mở lên này. Đấy, đúng không các anh em? Đóng xuống này. Bây giờ mình mở lên này. Đấy, đúng không các anh em? Đóng xuống này. Mở lên này. Đấy, rất là đơn giản luôn anh em thấy không, rất là đơn giản. Nhưng mà cái gì nói thì nói, mới cả căn bản là cái kinh nghiệm do từng người, cho nên là nhiều khi thì mình làm các video mở khóa này là không phải hướng dẫn cho các anh em ăn trộm, mà mình hướng dẫn cho các anh em nhiều khi mất chìa khóa mà đi trên đường bị hết xăng chẳng hạn thế, hay là để cái gì quan trọng, hay là nhiều khi lại vứt chìa khóa trong cốp xong nó sập yên xuống cho nó quên, bây giờ làm nào. Thì mình kiếm đi ra ngoài đường thì anh em bảo đi ra nhà dân thì nhiều nhà nó có một cái dây thép, dây phơi chẳng hạn, mỏng mỏng nhưng nhỏ nhỏ như là anh em chúng ta bẻ mỗi cái đầu cong cong này là anh em mở được luôn. Đấy, rất là đơn giản luôn. Cái thứ nhất là để đổ xăng dọc đường hay là lấy đồ quan trọng ra. Thì video của Hiếu đến đây là kết thúc rồi. Xin chào tất cả các anh em.